Xin chào bạn, mình là Huy, huấn luyện viên của Small Gym. Và ngay trước màn hình của các bạn đây là trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, có địa chỉ tại phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Và tôi xin vinh dự được thông báo với các bạn, tôi là một phần của trường Thể dục Thể thao Bắc Ninh thuộc khoa Y sinh học Thể dục Thể thao. Mục tiêu của các vận động viên nó là giành chiến thắng, giành huy chương và mang vinh dự về cho Tổ quốc. Và với những cái áp lực đặt nặng lên vai của họ thì vận động viên như vậy sẽ phải gặp rất nhiều những cái vấn đề về sức khỏe, ví dụ như là chấn thương hoặc là những cái vấn đề tiềm ẩn mà nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu của vận động viên mà có khi còn ảnh hưởng đến cả tính mạng của họ nữa. Vậy nên thì nhằm đảm bảo, bảo vệ cho sức khỏe của người tập thể dục thể thao không bị chấn thương, chúng ta cần có đội ngũ y sinh học thể dục thể thao, hay chúng ta thường gọi đó là bác sĩ thể thao. Trong cái quá trình công tác ở tại nhà trường, khoa y sinh học thể dục thể thao đã thực hiện cái nhiệm vụ đào tạo cử nhân y sinh học thể dục thể thao phục vụ cho cả ngành thể dục thể thao cũng như là ngành giáo dục. Vai trò của khoa học y sinh học đối với thực tiễn của thể dục thể thao hiện nay là tổ chức tiến hành theo dõi cho tất cả những người tham gia tập luyện một cách thường xuyên, nghiên cứu khả năng hoạt động thể lực của con người và phân loại theo mức độ thông qua các phương pháp, phương tiện kiểm tra y học, nghiên cứu những biến đổi của cơ thể trong quá trình hoạt động thể lực. Trên cơ sở đó điều chỉnh và xây dựng nội dung tập luyện, xác định các chế độ vận động đảm bảo cho quá trình tập luyện với từng đối tượng khác nhau. Y sinh học thể dục thể thao sẽ nghiên cứu những vấn đề chăm sóc sức khỏe cho vận động viên trong công tác phòng ngừa điều trị các chấn thương thông thường. Cán bộ y sinh học thể thao sẽ có nhiệm vụ đi theo đội và là người đầu tiên tiếp xúc với các chấn thương hoặc những cái bệnh lý mà vận động viên mắc phải trong cái quá trình tập luyện. Từ đó đưa ra các hướng để làm sao cho vận động viên có một sức khỏe tốt nhất để bước vào những buổi tập luyện tiếp theo. Để học tốt ngành y sinh học thể dục thể thao thì sinh viên ngoài những cái năng lực về học tập ra thì phải có một tính kiên trì và say mê công việc là chăm sóc sức khỏe cho người tập luyện thể thao. Đặc biệt là vấn đề chúng ta đi phục vụ cho người tập luyện thì sinh viên không được ngại, gian khổ và không được nghĩ mình là một người phục vụ mà phải là người chăm sóc sức khỏe cho vận động viên, hay là nói rộng hơn là người tập luyện thể thao và tư vấn cho người tập luyện thể thao tập thế nào cho đúng để duy trì và nâng cao sức khỏe cho mọi người. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận bằng cử nhân y sinh học thể dục thể thao. Thì sinh viên có thể xin việc ở tại các trung tâm huấn luyện thể thao, ở tại các đội tuyển, làm các giảng viên về khoa học y sinh học ở các trường đào tạo cán bộ thể dục thể thao và là những chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh học thể thao, thúc đẩy cái quá trình phát triển thành tích thể thao cho thể thao thành tích cao và nâng cao sức khỏe cho mọi người. Và tôi xin vinh dự được thông báo với các bạn, tôi là một phần của trường Thể dục Thể thao Bắc Ninh và thuộc khoa Y sinh học Thể dục Thể thao, là nơi sẽ trực tiếp hỗ trợ cho các vận động viên tham dự SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Bye bye.